không? Xong rồi. Đây là quang cảnh phía trước. Phía trước. À, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. À, đây là cuốn video đặc biệt mà Đỗ Sinh làm theo yêu cầu của anh Phạm Viết Chánh, hiện đang học tập ở bên Hoa Kỳ qua kênh Hương Sắc Đỗ Sinh trên YouTube. Anh theo dõi thường xuyên và có điện về báo với Đỗ Sinh trong những cái thời gian Đỗ Sinh đi về tỉnh Quảng Nam, sẽ đến để chia sẻ không gian vườn cảnh và hình ảnh của bố mẹ anh để truyền tải trên kênh Hương Sắc Đỗ Sinh. Thông qua đó anh được xem những hình ảnh của quê nhà. Chúng tôi tìm đến gia đình nhà ông Phạm Văn Hùng ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đó là bố mẹ của anh Phạm Viết Chánh, đúng không? Vâng, đang học tập bên Hoa Kỳ. Đến đây tôi cùng với một số anh em đã đồng hành cùng với Đỗ Sinh trong thời gian ở Quảng Nam, đến thăm gia đình nhà ông Phạm Văn Hùng. Xin chào ông Phạm Văn Hùng nhé. Vâng. Vâng. Xin chào bác. Con trai của ông là Phạm Viết Chánh. Viết Chánh. Vâng. Vâng. Đang ở bên Hoa Kỳ. Vâng. Có một cái cú điện thoại để yêu cầu phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh đến chia sẻ. Vâng. Không gian vườn cảnh, cà phê vườn và hình ảnh của bố mẹ anh Chánh. Vâng. Trên kênh Hương Sắc Đỗ Sinh, để anh Chánh ở bên đó được xem và những cái kỷ niệm, những cái hình ảnh không gian của vườn cảnh của gia đình nhà mình. Vâng. Vâng. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào một cái không gian xanh, một cà phê vườn của gia đình nhà ông Hùng. Vâng, ngay từ cổng ra vào với hình ảnh đầu tiên, phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh sẽ chia sẻ với các bạn từ tác phẩm xanh. Cây này chưa có. Vâng. Tức là lúc cháu nó sang Hoa Kỳ là cây này chưa có hả anh? Chưa có. Vâng. Bây giờ mình cũng gửi cái hình ảnh này sang cho cháu xem. Vâng. Bên cạnh đó thì tôi thấy gia đình có những cái cây mai vàng. Vâng. Rất là đặc biệt. Tầm vóc rất lớn. Được đặt theo hàng lối ngay đầu tiên ở khuôn viên cổng ra vào. Vâng,
một cây mai vàng mà như bác Hùng giới thiệu, đó là những cây mai đại thụ mà với vóc dáng như thế này thì là những cây mai rất hiếm cả. Cái đường kính gốc này đường kính ạ, 145 là vanh ạ. Vậy là đường kính là xích phát 50 rồi. Cao vâng. 6 mét. Cao 6 mét. Vâng. Vâng, chúng ta lại đến với một gốc mai cổ. Tất cả những cái gốc mai lớn như thế này, chúng tôi cũng muốn chia sẻ ngay những cái giây phút đầu tiên trong video. Đó là những cái gốc mai được đặt ngay lối trước ra vào. Đây là những cái cây mai vàng mà chỉ có trong miền Nam sử dụng rất nhiều. Ở ngoài Bắc mà tìm được những cái cây mai vàng như thế này cũng không nhiều. Miền Trung có những gốc này. Vâng. Bây giờ chúng ta đi vào trong khuôn viên chính của gia đình. Bác vào mời bác gái này đi. Vâng. Theo yêu cầu của cháu là được muốn nhìn hình ảnh của bố mẹ. Vâng, nó xem vui. Đây là con đường dẫn vào sâu phía trong vườn cảnh. Bố mẹ. Vâng. Đây là mẹ của cháu Tránh. Vâng. Phạm Viết Tránh. À, đây là em trai là Phạm. Phạm gì ạ? Viết. Phạm Viết Tiên. 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 À. Vâng. Thế cháu năm nay bao tuổi rồi? Năm nay cháu 14. Cháu 14. Và thế là cháu đang học lớp ấy. Lớp 5 à? Lớp 8. Lớp 8. À đúng rồi. Và 14 tuổi trừ đi 7 tuổi còn 7 tuổi. Còn 7 năm mà cháu học lớp 8. Vâng. Giỏi. Vâng. Thế ông Hùng là năm nay ông bao nhiêu tuổi? Em lúc này 53 tuổi. 53 tuổi. Vâng. Về thế bà là bao nhiêu? Dạ 48. 48 tuổi. Vâng. Đây là những hình ảnh của bố mẹ. Gửi qua kênh Hương Sắc Đô Sinh sang bên Mỹ để cho cháu Phạm Viết Tránh được nhìn lại những cái hình ảnh qua kênh Hương Sắc Đô Sinh ngày hôm nay, được chia sẻ tại vườn cà phê của gia đình theo yêu cầu của cháu Tránh. Vâng. Bây giờ cả gia đình nhà ta đến với một cái tác phẩm mà như ông Hùng giới thiệu là rất là tâm đắc đối với gia đình, đó là cây vú sữa. Tôi rất muốn có một cái tấm hình chụp hai ông bà và cháu để chúng ta làm cái ảnh bìa. Vâng. Bây giờ thế này, cháu đứng sang bên này và hai ông bà đứng một bên. Đấy, thế được rồi. Đây là cái tấm hình mà là ảnh bìa của cái video đầu tiên nhé. Chị đứng lùi về đi.
hai ông bà đứng sát nhau một tí. Được rồi, cháu đứng thẳng chân, chụp nhá. Vâng, tức là cái cây vú sữa và cây lộc vừng này là lúc tránh trước khi đi Mỹ là cũng có rồi, cũng rất thích những cái tác phẩm này rồi. Vâng. Đây là cây lộc vừng. Hình bóng vóc dáng của cây lộc vừng rất là quyến rũ. Vâng, rất là đẹp. Thân côn. Tiếp theo Đỗ xin chia sẻ đến cây đại. Một cây đại hoa trắng. Vâng, có hoa kia rồi. Bác Hùng có vừa giới thiệu với chúng ta là cây đại có tuổi ngoài 200 năm ạ. Vâng. Vâng, hai cây tùng La Hán chỉ là một bóng dáng tự nhiên được xếp đặt ở hai bên trụ cổng ra vào. Ý của ông Hùng nói là như là hai nhân viên của quán cà phê đứng chào khách. Chính giữa lối đi là một cây đơn vàng đúng không anh? Vâng, cây mẫu đơn vàng. Trong này hay gọi là cây trang đúng không? Đơn trang. Rồi bây giờ chị này đi với anh, rảnh rỗi đi với anh kìa.
Chúng ta cùng nhau thưởng thức một quần thụ lộc vừng. Vâng, với cái ý tưởng của ông Hùng tạo dựng một tác phẩm có tên gọi là Rừng Xà Nu. Chúng ta cứ tiếp tục đi dần vào cái không gian chung theo sâu vào phía trong của cà phê vườn. Mai vàng bế cổ. Cả bể 10 con voi à. Cái mai vàng con voi nằm trong bể cổ. Đến đây với hình ảnh của cây mai vàng trong một cái bể cổ. Vâng, hình bóng là như con voi ạ. Vâng, ông Hùng có giới thiệu với chúng ta là cây mai vàng có hình bóng như là một con voi. Vâng, đúng đấy, rất giống cái đầu và cái vòi cất lên. Với hình ảnh này rất giống một chú voi. Và trong một cái bể cổ đẹp như thế này. Bể này 1930 ạ. Họ ghi niên hiệu ở chỗ nào anh? Ở dưới đáy à? À. Gần 90 năm rồi. Trung bình đúng không? Không bán nhanh nữa, không bán chậm đúng không? Đúng là bán. Giống đấy. Ông nghiện cây quá đó chị. Quá là ông là bé. Vâng, với hình ảnh này tôi xin dừng video thứ nhất để chúng ta chuyển sang video thứ hai.